Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Thì bây giờ năm mấy chiều anh em. Trời cũng đang lất phất mưa. Em đang ở bến phà Mương Lớn anh em. Từ Hồng Ngự qua thị xã Tân Châu của An Giang á. Đó, bắc qua sông Tiền nha anh em. Ở những bạn mà ở không ở khu vực miền Tây thì có thể nghe rất là lạ ha. Ở bến phà Mương Lớn cũng không phải là bến phà lớn đâu mọi người. Nhưng mà nó bắc qua này không biết qua bển là Tân Châu chưa hay là chỉ là cái cồn của nè, hình như là bển là địa phận của Tân Châu An Giang, còn bên đây là Hồng Ngự của Đồng Tháp. Thì bầu trời chiều rồi mọi người, một cái bến phà rất là lớn nha, em quay ra ngoài cho mọi người coi. Phía trước anh em là sông Tiền, sông Tiền rộng mênh mông nha mọi người. Thì cái đoạn này nó cũng không có rộng lắm nè, mình thấy nó cũng là ngang ngang với cái đoạn ở bên Mỹ Thuận thôi. Ở dưới Mỹ Thuận thì cũng là sông Tiền, ở trên đây cũng là sông Tiền, đoạn này thì gần Campuchia hơn. Ở ngoài trước này có một cái xe trái cây này nè, đậu bắp rồi nè ha, rau quả. Còn xe của em thì bữa nay như mọi người biết rồi, em đang chở pin AE cùng với Lumentri qua cho ông chú ở thị xã Tân Châu An Giang. Cái phà phà cập bến đây nè. Phà ở đây có cần quay đầu không ta? Có cần quay đầu xe không? Để xem coi. Phà nhỏ thì chúng ta phải quay đầu xe nè, thụt lùi xuống. Còn phà lớn là không cần quay đầu. Chúng ta chạy thẳng luôn. Đây ta dưới lên nè. Một số bạn thì chưa bao giờ thấy thấy phà, một vài bạn thì ở vùng khác ít có thấy phà. Rất là nhanh chóng em đã lên được phà rồi anh em. Ở bên đây là sông Tiền ha, rộng mênh mông mọi người. Miền Tây nổi tiếng là sông nước nha anh em. Em đi miền Tây thì thường thường qua rất là nhiều phà để giao hàng cho anh em đó. Thì những cái phà này em đi rất là nhiều lần rồi. Sông nước mênh mông ha. Bầu trời chiều hơi tối rồi nè. Ở một số nơi thì có bắt nhiều cái cầu rồi. Thì những cái bến phà như vậy thì nó trở thành ký ức của rất là nhiều người. Nhưng mà chỗ này chưa có cầu rồi nè. Khu vực Hồng Ngự, Tam Nông, Tân Hồng là chưa có cầu bắc qua sông Tiền, cho nên vẫn đi phà nha. Mênh mông. Đúng xuống rồi. Kéo cái cửa sổ xuống. Mưa vô. Đi phà là không có đóng cửa sổ được. Hàng quá em để trên xe đầy luôn nè. Đó là buổi chiều ở Hồng Ngự ha. Mà không biết này tới Hồng Ngự chưa hay là còn Tam Nông. Hình như tới Hồng Ngự rồi nè. Còn bên kia là Tân Châu của An Giang. Mà em có không rành là phải Tân Châu của An Giang không á, hay là cái cồn. Ở đây nó có cồn Long Khánh, Phú Thuận rồi đó. Nó cũng hơi gọi là địa hình cũng hơi phức tạp. Phà này là phà Mương Lớn nha anh em. Thì nó bắt từ huyện nào qua huyện nào, anh em nào rành này, vô comment giùm mình ha. Mình thì đi rất là nhiều lần nhưng mà mình không rành, do mình đi theo bản đồ mọi người. Trời mưa nè, nó hội tụ rất là nhiều cái yếu tố làng quê. Đầu tiên là mưa lất phất nè, và cái lúc hoàng hôn nè, và một cái bến phà bắc qua một con sông nổi tiếng ở Việt Nam, sông Tiền ha. Anh em nào mà ở xì phố đồ ha, gọi lại cái cảnh ký ức miền quê. Trời sắp tối rồi nha nè, tối rồi, mưa luôn rồi, thôi đóng cửa lên đi. Mưa giọt quá. Thôi xin chào mọi người nhé, hẹn gặp mọi người ở những video lần sau. Gần tới chỗ rồi, gần tới nhà chú rồi. Em đóng mấy cửa sổ lên hết rồi. Đây. Nó mờ hết kiến của ông ta luôn. Mở kính nè. Trời thì hết ánh nắng rồi nè. Đây.